cà phê mùa khô trong điều kiện biến đổi khí hậu cần chú ý điều gì? Chế độ phân bón và nước tưới ra sao? Thành phần dinh dưỡng nào là cần thiết cho cây cà phê nếu chẳng may phải trải qua một mùa khô khắc nghiệt? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng định kỳ vào 17 giờ 15 trên kênh truyền hình quốc gia VTV9, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, mùa khô ở Tây Nguyên thường kéo dài từ tháng 11 cho đến trung tuần tháng 4 hàng năm. Vào đầu mùa khô thì thường có những đợt gió lạnh, nhiệt độ xuống thấp, nhưng vào giữa và cuối mùa khô thì trời nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao. Đây cũng là giai đoạn cây cà phê phân hóa mầm hoa, hình thành hoa và nở hoa, đậu quả, quả non phát triển, là giai đoạn ảnh hưởng quan trọng đến năng suất và chất lượng của cà phê. Vậy thì thời điểm mùa khô, bà con cần phải chú ý chăm sóc cây cà phê ra sao để cây sinh trưởng, phát triển tốt và đảm bảo được năng suất? Nội dung này sẽ được chương trình thông tin đến quý vị và bà con ngay sau đây. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Chăm sóc cà phê mùa khô chưa bao giờ là dễ dàng đối với nhà vườn Tây Nguyên, và trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay thì việc này càng trở nên khó khăn gấp bội. Nếu như nhà vườn không nắm rõ đặc tính sinh lý của cây cũng như những kỹ thuật cần thiết để ứng phó với tình hình. Sở hữu hơn 1 hecta vườn cà phê nhiều năm tuổi và đang trong quá trình cải tạo trẻ hóa lại vườn, ông Đinh Xuân Nhàn, ngụ xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, những năm gần đây thời tiết có nhiều biến động thất thường, mưa trái vụ xuất hiện ngày càng nhiều vào mùa khô. Vì vậy không chỉ ông mà các nhà vườn nơi đây chỉ cần lơ là, không chú ý trong khâu chăm sóc thì vườn cây sẽ cho hoa không đều, ảnh hưởng năng suất ngay. Nói chung thì coi như trong mùa khô thì có nhiều yếu tố là do cây quá trình thu hoạch thì nó yếu rồi. Một phần, hai nữa là do cái thời tiết thì nhiều khi thay đổi, là hạn kéo dài hoặc có thể cơn mưa bất chợt ấy, thì có thể là chúng tôi dựa trên cơ sở đó thì có biện pháp là như chống hạn thì có thể là dùng các cái cây tủ thêm, hoặc là lá là chúng tôi không có cào nữa để tập trung đấy, thì sẽ bón phân. Và coi như vậy là tưới nước theo cái, nếu mà có điều kiện thì tưới ít thôi, nhưng mà tưới dày hơn là so với mình tưới theo chu kỳ. Biến đổi khí hậu khiến cho mùa khô Tây Nguyên ngày càng xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa, gây khó khăn cho việc điều tiết lượng nước cho cây cà phê. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như độ chín đồng đều của quả cà phê. Trong mùa khô ở khu vực Buôn Ma Thuột nói riêng và nói chung là trong tỉnh Đắk Lắk nói chung thì có một cái rất là khó khăn, đó là biến đổi khí hậu làm cho có những cái cơn mưa bất chợt, làm cho ví dụ như hoa đang chưa đến thời kỳ mà cần đến nước thì nó đã mưa rồi, thành ra người dân phải tưới đuổi để cho hoa nó bung ra đồng loạt, thành ra rất là khó cho cái việc điều tiết cái lượng nước tưới trong cái mùa khô như vậy, ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất cũng như là cái độ chín đồng đều của cây. Hiện nay, hầu hết các nhà vườn Tây Nguyên đều hiểu khá rõ vai trò quan trọng của mùa khô đối với cà phê kinh doanh. Đây là giai đoạn cây cần tập trung dinh dưỡng để phục hồi sau một thời gian nuôi trái kiệt sức, cũng như cần tích lũy để giúp cho hoa bung nở, đậu quả và hạn chế rụng trái non. Chính vì vậy, bên cạnh việc tưới nước, quản lý sâu bệnh hại, thì nhà vườn cũng rất chú trọng chọn và sử dụng phân bón để bón cho cây cà phê ở giai đoạn này, bởi đó là tiền đề tạo nên năng suất cao. Thế hiện nay là chúng tôi là dùng bình điền mùa khô là bón cho cây trong lúc ban đầu. Thì cái ưu điểm của bình điền là như hồi xưa thì nó khác, bây giờ thì họ có nhiều cái chất thì làm cho cái hàm lượng phân thì nó sẽ tan dần dần, và hai cái lượng nước tưới thì coi chúng tôi tưới vừa phải, thôi cũng không tưới nhiều. Chu kỳ thường thường là theo quy trình thì có khi là từ 25 đến 30 ngày hay 35 ngày. Nhưng ngược lại, nếu mà bây giờ mình bón phân này thì có thể mình kéo ra cái thời gian có thể ngắn hơn, nhưng mà cái mình lượng nước mình tưới ít hơn so với ấy, thì để cho đảm bảo, bởi vì nếu mình sau khi bón phân ấy, mà để thời gian mà nó dài quá thì cái phân sẽ mới tan, trong cái sự hấp thụ của cây thì nó sẽ kém đi, thì có thể là rút ngắn xuống khoảng 20 ngày là chúng ta tưới lại trong lần thứ nhất và lần thứ hai,
Còn sau thì sẽ giãn thời gian cho khoảng là trên 30 ngày. Với sự biến đổi của khí hậu, mùa khô có thể đến sớm và đôi khi lại có mưa trong và giữa mùa khô, làm cho việc chăm bón của bà con gặp khó khăn. Đặc biệt là mùa khô niên vụ 2019-2020 này, thời tiết được dự báo sẽ rất khắc nghiệt nên việc sử dụng phân bón cần được quan tâm nhiều hơn. Theo các nhà khoa học thì phân bón cho mùa khô vẫn là NPK làm nòng cốt với đạm cao, lân và kali hợp lý như là NPK 20, 5, 6 và các trung vi lượng cần thiết như là lưu huỳnh, canxi, kẽm, bo, như là cần sử dụng các chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón như vi lượng thông minh giúp cà phê phục hồi nhanh sau thu hoạch, hoa nở đều, tăng độ trái và hạn chế rụng trái non. Đặc biệt nên chọn phân dạng bột tăng nhanh giúp cà phê hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất trong điều kiện khô hạn và thiếu nước. Mặc dù cũng đang chuẩn bị mùa khô nhưng cái mưa, cái cường độ mưa nó cũng lớn. Vì vậy thì sản phẩm của đầu trâu mùa khô chúng tôi phải bổ sung ngay những cái sản phẩm, những cái vi lượng thông minh, những smart gene để đảm bảo cung cấp cái vi lượng làm sao cho cà phê một cách hợp lý và đầy đủ. Thì chúng ta biết cái smart gene này tại sao chúng tôi gọi là smart gene. Thì trong thành phần smart gene này nó cũng là thành phần kẽm. Tuy nhiên trong thành phần kẽm này nó có bổ sung thêm cái lân và cái magie rất là tốt. Và cái smart gene này nó sẽ không bao giờ tan ở trong cái môi trường nước gặp nhiệt độ, gặp mưa như thế này. Khi chúng ta bón vào thì nó sẽ không tan ở trong nước, không làm trôi chảy trong nước, không có bộc phát giống như cái kẽm thông thường. Nhưng mà cái smart gene này khi bón vào trong đất phối hợp với cái NPK đầu trâu mùa khô thì khi cung cấp cho cái cà phê thì cái lượng kẽm ở trong cái phân bón này cung cấp cho cái cây khi nào cái rễ cây cà phê nó phát triển ra và nó tiết ra một lượng axit nhỏ để đủ tan cái smart gene này. Như vậy thì smart gene này nó mới hấp thu vào để bổ sung cho cái cà phê. Và như vậy thì cái cung cấp cho cái smart kẽm, cho cung cấp kẽm cho cà phê một cách hợp lý nhất. Ngoài cái kẽm ra thì trong smart gene này nó lại bổ sung một cái lượng lân mà nhề rất là tốt. Và thêm vào đó nữa thì chúng tôi trong quá trình mà chúng chuẩn bị đưa ra sản phẩm trong năm nay thì khi chúng tôi thấy cái tình hình nó rất là khắc nghiệt thì ban tổng đốc công ty cũng đã quyết định và đưa tặng kèm cho cái trong sản phẩm đầu trâu mùa khô năm nay một gói acid humic và acid humic đậm đặc. Tại vì chúng ta biết thì cái tình hình thay đổi như thế thì đưa cái acid humic vào để khi bà con sử dụng cái sản phẩm này, bà con phải chú ý, bà con thấy cái vườn mình nó không đồng đều thì chúng ta có thể sử dụng cái gói acid humic này, chúng ta trộn đều trong một bao 50 kg. Nếu chúng ta thấy mà những khu vực nào chúng ta kém phát triển thì chúng ta có thể cái gói acid humic này chúng ta hòa vào nước, chúng tưới những cái gốc cây đó để giúp cho bộ rễ phát triển tốt hơn. Và như vậy khi bộ rễ của cây cà phê phát triển tốt hơn thì nó sẽ giúp cho cái cây cà phê hấp thu dinh dưỡng trong mùa khô nó tốt hơn. Và như vậy thì cái sự ra hoa, hỗ trợ ra hoa và sự đậu trái của cây cà phê nó hiệu quả hơn trong cái mùa khô, trong tình hình mùa khô của niên vụ năm nay. Bên cạnh đó, việc chọn các sản phẩm bổ sung thêm các loại hữu cơ sinh học đậm đặc, các loại humic và fulvic acid nhằm giúp cho bộ rễ khỏe mạnh, giúp cà phê hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhất. Bà con có thể trộn đều gói hữu cơ sinh học 100g BioLand vào để bón cho vườn cây. Trường hợp có các loại cây suy kiệt nặng, có bộ rễ kém phát triển thì dùng BioLand hòa nước tưới gốc. Chế độ phân bón mùa khô cho cây cà phê được các nhà khoa học khuyến cáo như sau. Cà phê kinh doanh thì sử dụng phân bón đầu trâu mùa khô niên vụ 2019-2020, lượng bón là từ 200 cho đến 400 kg cho 1 hecta trong một lần bón. Bón từ 1 cho đến 2 lần trong mùa khô kết hợp với các đợt tưới nước. Bón được 1 ở lần tưới thứ 2, nếu mùa khô đến sớm, nắng nóng nhiều, người nông dân phải tưới nước sớm hơn, tưới trước Tết âm lịch. Nếu thời tiết ôn hòa, mùa mưa năm trước kéo dài thì sau Tết âm lịch mới tưới đợt đầu. Đợt tưới thứ 2 cách đợt đầu khoảng 25 cho đến 30 ngày và nhà nông nên kết hợp bón phân trong đợt tưới này. Chú ý là liều lượng bón sẽ thay đổi tùy vào sức khỏe của cây và năng suất của vụ trước. Cà phê kiến thiết cơ bản thì sử dụng phân bón đầu trâu mùa khô niên vụ 2019-2020, lượng bón là 100 cho đến 200 kg cho 1 hecta trong một lần bón. Thưa quý vị, thưa bà con, trong thực tế, bà con nông dân thường chỉ bón phân ure hay là sunfat amon, thường được gọi là SA, để bón cho cây cà phê trong mùa khô kết hợp với tưới. Đây là các dạng phân đạm dễ tan và việc bón các loại phân này đã đáp ứng một phần nhu cầu đạm của cây nên cà phê có xanh tốt hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ bón phân đạm như trên thì không đáp ứng được nhu cầu lân
kali và các trung vi lượng của cây cà phê trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, nở hoa, đậu quả trong mùa khô. Vì vậy mà việc chọn các công thức phân bón phù hợp có bổ sung trung vi lượng, đặc biệt là các vi lượng thông minh sẽ giúp cho cây cà phê phát triển tốt, nhất là ứng phó tốt với tình hình khắc nghiệt của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Việc chăm sóc cà phê vào mùa khô đòi hỏi nhà vườn cần áp dụng nhiều biện pháp thông minh, đồng bộ để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, từ việc chọn giống cà phê năng suất chín muộn đến quản lý sâu bệnh hại và nhất là chọn các sản phẩm phân bón thông minh được cải tiến và sử dụng thêm các thành phần nguyên tố vi lượng thông minh để có thể giúp cây cà phê vượt qua được thời tiết khắc nghiệt, tạo tiền đề cho một niên vụ cà phê năng suất cao vượt trội. Trước đây thì cái mùa khô tương đối khá dài ở Tây Nguyên, kéo dài từ 4 tới 5 tháng, là một cái, nói là một cái nhược điểm thì cũng đúng, mà một cái lợi thế cũng đúng, là một cái lợi thế để cho cái cây cà phê vỗi trồng ở Tây Nguyên nó có thể chịu hạn đủ mức, rồi sau đó bà con nông dân mình tưới nước vào một cách hợp lý thì nó sẽ ra hoa đồng loạt. Và nhờ cái việc ra hoa đồng loạt trong một cái hai đợt tưới đầu tiên đó, thì cây cà phê cũng sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa đậu quả tốt, và nó có một cái năng suất cà phê rất cao, là nó gần như năng suất cà phê vội của Việt Nam là cao nhất thế giới, nhờ vào một cái chu kỳ khô hạn cần thiết đối với cây cà phê vội. Nhưng trong cái tình hình biến đổi khí hậu ngày nay thì cái khí hậu có thay đổi, nhiệt độ nó nóng lên hơn so với trước đây, rồi những điều kiện mà khí hậu cực đoan á, nó cũng xảy ra thường xuyên hơn. Ví dụ như là mùa khô có thể dài hơn, hạn hơn, nắng gay gắt hơn. Rồi trong mùa khô đột nhiên có những cơn mưa, mà những cơn mưa này có thể là vàng là vạc đối với người nông dân trồng cà phê, nhưng cũng có thể gây cho người nông dân nhiều nỗi khó khăn. Là vì đôi lúc hoa phân hóa chưa đủ mức thì trời lại mưa. Và sợ nhất là những cái khi hoa phân hóa vừa đủ mức để tưới nước thì trời mưa, nhưng mà cái lượng mưa đó lại không đủ để cho cây thụ phấn thụ tinh đầy đủ, nở hoa bình thường và thụ phấn thụ tinh đầy đủ. Tại vì cái cây cà phê vội nó có một cái đặc điểm là chỉ cần một cái thời gian khô hạn tương đối ngắn là hoa đã có thể phân hóa rải rác ít ít rồi. Và một cái ngưỡng mà nước làm cho hoa nở có thể rất là thấp, chừng 5 ly, 10 ly là có thể làm cho hoa nở rồi. Nhưng mà để cho hoa nở bình thường và thụ phấn và thụ tinh đầy đủ thì nó lại phải cần tới ít nhất là 30 ly. Do vậy nếu như khi cây cà phê đã phân hóa rồi, vào trong mùa khô rồi, mà mưa lại xuống, mà lượng mưa không đủ, thì người nông dân khi đó lại phải biết, phải đánh giá được cái lượng mưa đó có đủ cho hoa nở và thụ phấn thụ tinh bình thường hay không. Nếu không đủ thì phải triển khai ngay cái việc tưới đuổi, thì khi đó mới có thể hy vọng là có một cái mùa năng suất cao trong cái vụ sắp tới đó. Còn nếu không thì hoa không đủ mà chúng ta chần chờ không tưới đuổi, 5-10 ngày sau khi thấy hoa nở không hoàn toàn, hoặc là bắt đầu có hoa bị hoa chanh hoặc hoa bị ngẹn mới tưới thì cái đó không còn kịp nữa. Về cái việc bón phân thì cái quy tắc chung là vẫn phải bón đúng theo nhu cầu dinh dưỡng của cây. Về cả đạm, lân, kali là những chất đa lượng, cả những chất trung lượng là canxi, magie, lưu huỳnh, và vi lượng là kẽm, bo, vân vân. Để mà bón phân cho cây cà phê thì chúng ta phải bón cho đủ liều lượng và đủ những cái yếu tố cây cần thiết trong cả năm. Thì mỗi năm chúng ta bón phân rất là nhiều lần cho cây cà phê. Bình thường là bà con sẽ bón 3 lần trong mùa mưa để nuôi quả. Và trong mùa khô chúng ta vẫn phải tiếp tục bón phân cho cây cà phê để mà phục hồi lại cái sức lực sau một cái vụ mùa thu hoạch. Cũng giống như là giúp vào cái sự mà nuôi những cái quả, hay là giúp cho hoa nở bình thường rồi nó khỏe mạnh hơn, thụ phấn thụ tinh đầy đủ hơn, rồi nó lại giữ được cái quả trên cành. Thì trong mùa khô chúng ta vẫn phải bón phân. Và phân trong mùa khô thì trước đây
những cái quy trình cũ chỉ có bón đạm là chính, chủ yếu là phục hồi sức khỏe của cây. Nhưng hiện nay do chúng ta trồng giống mới năng suất cao và cây cà phê cũng cần nhiều thứ khác ngay trong mùa khô chứ không phải chỉ riêng đạm, cho nên hiện nay là có những cái công thức phân bón có đạm lẫn kali trong mùa khô, nhưng với những cái tỷ lệ phù hợp với cái yêu cầu của cây vào trong mùa khô thì nông dân mình sử dụng và đạt kết quả tốt. Ví dụ như những cái công thức mà có hàm lượng cao đạm cao, lân và kali vừa phải thôi, rồi lại đưa thêm các cái chất vi lượng vào như là cái công thức 20-5-6 TE của công ty phân bón Bình Điền, và nhiều công ty khác cũng có những cái công thức phân tương tự. Theo tôi đó là những công thức phù hợp cho cái cây cà phê trong mùa khô. Và tôi lưu ý với bà con nông dân mình là thế này, thường thì trong phân mùa khô là cái lân đó là lân DAP, tức là lân dễ tiêu, rất phù hợp với cái việc thu hút của cái hấp thu của cái rễ cây. Nó không phải là cái lân nông chảy, cho nên là cả cái công thức phân bón mùa khô thì người ta sẽ đưa vào những cái loại lân dễ tiêu phù hợp cho cái điều kiện mà độ ẩm đất không ổn định trong mùa khô. Vì mùa khô mình phải tưới xong khoảng 5-7 ngày sau, độ ẩm hạ thấp xuống không đủ để cho cây hữu phân nữa. Thì những cái chất dễ tiêu mà có nhiều trong những cái loại phân mùa khô thì nó rất phù hợp với cây cà phê. Thì bà con cũng nên chọn lựa những cái loại phân phù hợp với cây cà phê trong mùa khô để mà bón. Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn của chuyên gia vừa rồi đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thư từ góp ý cho chương trình, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc có thể gọi về tổng đài 1900 1773. Quý vị và bà con cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Bưởi, một trong những cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương với giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, nếu trái bưởi bị sượng muối, giá bán sẽ bị hạ xuống rất thấp. Đâu là nguyên nhân gây ra hiện tượng sượng muối bưởi trong khi mẫu mã trái rất đẹp? Việc bón phân có ảnh hưởng gì đến hiện tượng sượng muối này không? Đâu mới là quy trình bón phân cân đối phù hợp cho trái bưởi chất lượng? Giải pháp nào để chăm sóc cây bưởi cho năng suất cao, trái đẹp, chất lượng tốt, được giá cao? Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019 trong khung giờ quen thuộc 17:15 đến 17:35.